Hello, chào mừng mọi người đến kênh Can Fashion và chuyến hành trình Việt Rally đến Tibet và RSB Camp 2023 đã bước sang ngày thứ 3. Và sáng nay cậu đoàn tức lẽ là tới ngày hôm qua rồi, nhưng mà do đến trễ nên cửa khẩu đóng lại. Và sáng sớm 7 rưỡi sáng đoàn sẽ hành sang từ biên giới Lào và sang Trung Quốc, và mất gần 4 tiếng đồng hồ mới hoàn tất các thủ tục cho 10 xe và 28 thành viên. Phía xa mình đây là cửa khẩu Pote. Đây là một cửa khẩu chính đối từ Lào sang Trung Quốc và Trung Quốc sang Lào. Cái đường đi từ cửa khẩu 100 cây số từ Lào sang Trung Quốc bằng đường đèo rất là xấu, rất là khủng khiếp. Tuy 100 cây số các xe phải bò ít nhất 3 tiếng đồng hồ. Rồi. Có một số thành viên bị giữ lại để mà thẩm vấn trước khi cấp cái visa, cấp cái phép vào nhập cảnh. Thì nói chung là may mắn là các thành viên đã được nhập cảnh. Thì cái cửa ải khó nhất đã được thực hiện rồi. Rồi chào anh, em mừng quá, anh em mời hết anh Thành. Anh Thành chia sẻ cảm giác sau một cái buổi hành trình hôm nay anh Thành. Cảm giác rất là phê, chờ đợi đợi chờ và gian nắng như một buổi thủ tục còn rất là chua đấy, chứ không đơn giản. Như xe của anh em mình là cứ đi ra ngoài xong rồi vòng vô lại rồi xịt khuẩn rồi vòng vô lại, nói chung là không một chút rất là khó nhập cảnh, rất là khó. Đặc biệt những ai mà có cái passport và một hai trang trắng là họ sẽ kiểm tra thẩm vấn là rất là nhiều. Và những ai mà xấu da như anh tú trong xe đó cũng xấu da còn kiểm tra nữa. Như em nè, đẹp trai nè, đẹp trai là được đi qua, đi được đi qua, đẹp trai cũng không phải thế. Ok, đó mua một người nha. Thì đó, phía xa là cửa khẩu Pote. Phía sau đó là một cái khu đặc khu rất là lớn. Đêm hôm qua chúng ta ngủ ở đêm đặc khu. Thì bây giờ là đoàn đang chờ bên đơn vị đối tác họ làm tất cả thủ tục khi hành. Bây giờ là chờ một hai tiếng rồi không sao đó. Tại vì cái khó khăn nhất là để được nhập cảnh phía Trung Quốc của đoàn xe chúng ta được hoàn thành. Đó là một cái nỗ lực rất là nhiều của các anh em thành viên. Nói là chuyến hành trình này đi là nó khác hoàn toàn so với những tour du lịch chúng ta đi trải nghiệm, có xe đưa đón, có ăn đúng giờ. Chuyến này á, thường ở kinh nghiệm em á là thay vì chưa ăn 12 giờ, chúng ta ăn 2 giờ đó, chiều còn 5 giờ là chúng ăn tan 7 giờ, chúng ta cũng trễ thời gian hết đó. Nên đó là lý do vì sao là Hải cũng hạn chế những anh bé tham gia, bắt buộc là rất là hy hữu, chỉ có con anh Hoàng thì Hải cho phép thôi. Đa phần là Hải từ chối hết, bắt buộc phải trên 12 tuổi. Một lý do nữa là những đứa bé mà dưới 12 tuổi họ không có trải nghiệm, không thích nghi được khẩu chiến độ cao. Dù mình lên độ cao, mình thích nghi mình phải thử được, nhờ những đứa bé nó dễ bị sốc. Chúng nó sốc độ cao, nó sốc không, cao. Nó có cái điều kiện thích nghi của đó. Nó có không? Vì thế là tại sao là khi lên độ cao là khuyến khích chúng ta trước khi đi, chúng ta leo núi, tập thể lực, có một sức khỏe tốt để trải nghiệm. Okay. Đó là hai hành trình là em đã đi trải nghiệm rồi. Đặc biệt là đối với những người bị tiểu đường là trên xe phải luôn luôn có thuốc và có kẹo. Đói là coi vô liền. Rồi, ok, rồi bắt đầu là hành trình ngày hôm nay nha. Thì mọi người theo dõi là mình sẽ chia sẻ những cái trải nghiệm cung đường. Còn đây là mới cửa ải thứ nhất thôi. Giống như hồi xưa mà đường tăng đi thực kinh thi đó, là cửa ải thứ nhất là nhập cảnh. Cửa ải thứ hai là gì? Đăng kiểm xe, có xe đặc cận không. Sau đó là còn cửa đăng kiểm nữa. Đăng kiểm nữa, sau đó tới công an sẽ cấp cái giấy lấy bằng lái xe tạm, biển số tạm, số tạm và bằng lái tạm. Và chúng ta vô một cái lớp, công an sẽ hướng dẫn là số rồi sẽ cho chúng ta tìm hiểu được giao thông và cấp cái biển cấp cho bẹt tạm. Cho xin chào, hẹn gặp lại. Chúc mừng bác đã hoàn thành tất cả các thủ tục cho đoàn từ Việt Nam qua Lào và qua Trung Quốc.
rồi. Hoàn thành tất cả các thủ tục một cách xuất sắc. Yeah. Rồi, cảm ơn anh Sơn Lê thật nhiều. Thì thật ra là sáng giờ là đoàn phải mất nhiều thời gian chờ đợi cửa khẩu phải 3-4 tiếng như mình đã chia sẻ trước đây. Thì lúc mà mình nghe nói anh Sơn Lê cùng một số thành viên khác đang bị ở cái phòng đặc biệt thẩm vấn trước khi mà vô phòng đó là có thể là trục xuất về đề hoặc là cho phép vô Trung Quốc, thì mình rất là lo lắng. Đang tính trong đầu là chết rồi, cái này phải thuê một taxi để cho anh Sơn Lê mấy anh em chạy từ Trung Quốc về Lào và về Điện Phủ rồi đó. Nhưng mà may mắn là giờ cuối cùng thì mọi người đều được tất thủ tục nhập cảnh vào Trung Quốc. Anh Sơn Lê chia sẻ là khi mà ở trong phòng đó họ thẩm vấn những gì? Thì lý do là cái passport của mình nó hơi cũ quá và mình có đi đến một số nước nó nằm trong cái thuộc diện phải kiểm tra của Trung Quốc, nên là tất cả những thành viên mà đã đi vào Mỹ, châu Âu, Đài Loan, Nhật Bản, thậm chí Hàn Quốc có thể sẽ bị phải kiểm tra bởi Cục An ninh Trung Quốc. Đó là lý do mà mình mất rất là nhiều thời gian để làm cái thủ tục nhập cảnh vào. Cái thời gian khi mà họ mời mình vô kiểm tra thì mất bao lâu anh Sanh? Dạ, tầm khoảng nửa tiếng đó bác. Wow, nửa tiếng đồng hồ. Thì lúc đó là Hải cũng đang làm chiếc tờ xe ở ngoài mà nói như vậy rất là lắng. Rất là may mắn là cả đoàn, xe và thành viên đều đã được nhập cảnh rồi và chúng ta đang bắt đầu chuyến hành trình thực sự nè. Đó, đây là con đường rất là đẹp, cao tốc. Khi mình qua con đường ở Lào nó đèo dốc, nó quá xấu luôn, toàn lộ voi ổ gà. Khi mà qua Trung Quốc, mình nói với người rồi, khi qua Trung Quốc đường xá nó hoàn toàn khác biệt liền. Đây là con đường đèo đó, mà nhìn cao tốc rồi thấy không, rất là đẹp luôn. Ba làn xe, hai làn xe, hai bên là cảnh núi. Và trên cái đoạn này, ngày nay ngày mai đó, nó có một cái đoạn là nổi tiếng thế giới mà Hải không nhớ tên cầu đó. Nó là cây cầu cao nhất thế giới, như là hai ngọn núi cao đó bắt cái cầu vào đó. Rồi, ok, vậy là tiếp tục chuyến hành trình nha, mọi người có theo dõi nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Xe du lịch đến Trung Quốc đều phải ghé phòng cảnh sát giao thông gần nhất ở địa điểm mình đến, làm bằng lái và làm giấy phép bằng lái tạm của xe. Rồi, người đang ngồi chờ chụp hình ảnh để cấp bằng lái và cấp giấy phép tạm của xe sử dụng. Đó, anh em đang ngồi đây ngồi chờ nữa nè. Hết hồ luôn. Quý là hoàng xe nhìn những người đang bị hỏi về đồ. Đây là chạy quá tốc độ. Chiếc cuối là chạy quá tốc độ nè, chạy nhanh quá cho nên nó về cuối cùng. Đấy. Dâm xe luôn rồi đó, chuẩn bị làm thủ tục dâm xe. Xe luôn. Còn xe chiếc 06 á là chở những con người bựa nhất trong đoàn. Đấy. Còn chiếc 09 thì Wander trẻ chở hai anh đẹp trai. Hẹn tay quấn con 672 liền. Vô tình kiếm hôm nay qua bên này bốc được cái số, còn số này được danh là Việt Nam lộn tiền không ấy nha. Quá tuyệt vời. Quá vui luôn, mình bắt đầu có biển số để Vivo ở bên Trung Quốc rồi. Phấn khởi, mừng. Quá tuyệt vời là lần tiên các bạn đến Trung Quốc. Rồi, ok, cuối cùng mình đã có được cái biển số lưu hành ở tại Trung Quốc. Không, 00667. Rồi, xong. Thủ tục cũng kiểm tra xe và đây là cấp cái biển số tạm. Và cái xe là chúng ta sẽ để phía trên đây. Đây, lưu ý. Đó, sẽ dán lại luôn. Đấy. Khi cảnh sát kiểm tra là họ sẽ đọc biển số ở đây. À, để chỗ này à? Để mép bên này à? Dạ, bên đây nè. Khi cảnh sát muốn kiểm tra gì đó mình sẽ để giống vậy. Nhưng mà nhớ dán lại trường tục dưới nha. Là chị thay mặt công ty du lịch quốc tế Panda là chào đón tất cả mọi người là đã tham gia cái chuyến mà caravan để đi Tây Tạng. Tức là thứ nhất là cái chuyến này đi sẽ rất là vất vả, đường thì không phải là vấn đề mà cơ bản là độ cao, và đi nói tóm lại là tức là mình bỏ tiền ra mua cái sự trải nghiệm, nhưng mà trải nghiệm nhiều lúc không phải là trải nghiệm nào cũng là sung sướng đâu, nhiều cái trải nghiệm cũng sẽ rất là vất vả đấy, mệt đấy. Nhưng mà quan trọng nhất trong chuyến đi của chúng ta là cái gì? An toàn. Tức là để an toàn ấy, an toàn phải an toàn tuyệt đối, bởi vì đường từ đây đi đến Lệ Giang đại đa số là đường cao tốc, thì đường cao tốc nó là đường một chiều thì sẽ dễ hơn, nhưng mà khi vượt xe hoặc cái gì đấy là phải rất là chú ý tuyệt đối an toàn. Nhưng mà để an toàn ấy
ngoài chuyện đi giữ tốc độ này, khi Hà sẽ thông báo hàng ngày là về tốc độ, tức là hàng từng khúc đường tốc độ bao nhiêu thì mình không được vượt tốc độ nhé, và không được vượt xe dẫn. Và đồng thời là khi đi ý, tránh là cả hai mình giữ cả hai làn xe để đằng sau nó không đi được. Nhất là nhiều khi chỉ có hai làn xe nhưng mà mình dàn ngang ra coi như là những xe khác người ta không đi được. Người đằng trước, bất cứ người nào ngồi trên xe bắt buộc phải đeo thắt tay an toàn. Cả người đằng sau, cả cái ghế đằng sau cũng phải thắt an toàn. Vì ở đây camera, mật độ camera ở đây là chụp cả chân răng. Không phải là chụp, cười có bao nhiêu cái răng nó chụp được ra hết. Nếu mà khi cần thiết thì liệu được ra. Cho nên là ở đây bây giờ ăn cắp ăn trộm rất là ít và khó. Nhưng mà cũng có cái là bất tiện, tức là không còn có cái gì bí mật ra ngoài về nhà. Tất cả lái chính, lái phụ và người đằng sau đều phải thắt đai an toàn khi bắt được một lần là phạm nhá. Không được vượt tốc độ. Là khi mà quy định vượt tốc độ đấy thì nó camera khi chụp được, mình đừng nghĩ là mình là xe từ nước ngoài vào, nó quay hết xong nó sẽ để hết ở dữ liệu ở bên cửa khẩu. Tại sao hôm nay mình vào có những người là cứ gọi vào là những cái gì mà trùng tên của những người mà có số hoặc cái gì đấy thì nó sẽ phải check từng cái dữ liệu một. Những dữ liệu mà trùng tên hoặc là những cái người đã từng có vết xấu gì nó trùng tên nó đều check hết. Chị đã từng đón một cái đoàn mà đi từ Hạ Long, cái ông ấy bây giờ rất giàu nhưng mà trước kia ông đã từng đi vào trong này là đi làm thuê làm lậu. Xong bị trục xuất về hàng chục năm rồi vẫn có vết. Đi lên cao nguyên ấy là 99% người đều có phản ứng về cơ thể. Ít hay nhiều đều có, chị lên chị bị cơ mà. Nhưng mà là xem cái sự thích nghi của cơ địa của từng người. Và tinh thần là quan trọng. Khi mà thấy là đau đầu quá hoặc tức ngực quá thì vẫn phải có, tức là phải hít oxy. Và nếu mà khi thấy từ ngón tay này bắt đầu tê, cái lúc là trong cơ thể mình thiếu oxy rất là trầm trọng thì là phải hít oxy. Lên cao nguyên không có cái gì chữa được bằng là oxy. Khi nếu mà thấy cơ thể mình còn chịu được thì có nghĩa là mình mà trải qua cái giai đoạn mà sau 8 tiếng đấy thì sẽ thích nghi, nhưng mà càng hít oxy sớm thì càng khó thích nghi. Khi lên cao nguyên nhá, ngủ đừng có đóng cửa, bật điều hòa, cái đấy rất là nguy hiểm. Là phải mở cửa sổ hé ra. Nếu có bật điều hòa cũng phải mở cửa sổ vì oxy không vào được. Phải để mở cửa sổ ra một ít. Cho nên đã có lần là đi ở Hồ Gia Nu ở ngoài âm 6 độ trong mở cửa sổ ngủ. Vì nếu không mở cửa sổ là oxy không vào được. Lên Tây Tạng oxy chỉ có 60% của đồng bằng thôi. Cho nên là khi ngủ là tránh là đừng có đóng kín cửa sổ để mở điều hòa ra, cái điều đấy là ngủ luôn đấy. Ngủ luôn đấy. Rồi, mừng quá, mình được cấp bằng đạt rồi. Bây giờ mình chính thức là khởi hành. Anh nắm lọc nha. Đúng rồi. Em chỉ cần 30 giây là em nắm hết rồi. Hành trình ngày thứ ba, anh em đã an toàn đến khách sạn ở Thổ Nhĩ à? Thổ Nhĩ, đây. Được. 8 năm nay gặp lại anh Hà, là người hướng dẫn viên của đoàn ở tại Trung Quốc. Rất là vui gặp anh Hà nha. Một cái clip một ngày đầu đi hôm nay đi, nói chung là qua biên giới, nói chung mình chờ hơi lâu. Nhưng mọi thứ đã được xử lý. Cảm ơn anh Hà rất là nhiều. Thì hy vọng là trong hành trình những ngày tới là mình sẽ được chia sẻ rất là nhiều câu chuyện của anh Hà về Trung Quốc. Vâng, cảm ơn hết sức. Đây là số 6 nè. Hôm nay số 6 chia sẻ cái xe Mitsubishi đi cao tốc đó. Đây, Phong xin giới thiệu với lại các bạn. Đây là những thành viên của Channel 06. Đây là có Phong Hồ, đây là biên tập viên Thành Bụi. Và đây là anh Trần Lửa. Thì ngày hôm nay là thực sự là một ngày rất là dài. Anh em di chuyển khoảng tầm hơn 300 km. Thì cũng khó khăn nhất của ngày hôm nay là đi qua khẩu, nhưng mà cuối cùng là tất cả mọi việc đều thuận lợi. Ok. Rồi bắt đầu là hành trình ngày mai, là sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị hơn chia sẻ mọi người nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.